Chào tất cả các bạn đã đến với kênh Sen Đá Con Tum. Để tiếp nối tới cái series về chăm sóc các cái loại sen đá cụ thể, thì mình đi vào cái bài thứ ba, đó là chăm sóc sen đá ruby trắng và ruby đỏ. Đây là theo yêu cầu của các bạn khán giả. Thứ nhất đó là giá sỉ size nhỏ, có kích thước từ 3 tới 5 cm, thì ruby trắng và ruby đỏ đều có giá sỉ khoảng 15.000. Còn giá bán lẻ theo vườn của mình đó là khoảng 40 tới 45.000. Còn loại trung thì giá sỉ khoảng 25.000. Và giá bán lẻ thì là khoảng 60.000. Cái loại ruby này thì nó đã có từ lâu, nhưng mà cái giá của nó thì hơi đắt một tí, cho nên là các cái shop ấy thì tùy shop có, các shop không có, cho nên là khi các bạn mua hàng ấy thì nếu mà các cái shop mà không có hàng thì các bạn có thể yêu cầu đặt hàng từ Đà Lạt về cho các bạn cũng được. Về sen đá ruby thì còn có một cái loại nữa, đó là ruby bụi. Nhưng mà cái loại ruby bụi này thì nó thuộc dạng thân bụi giống như cỏ, nó rất là dễ chăm sóc. Mình chỉ lưu ý cho các bạn một số vấn đề để chăm sóc hai cái loại ruby này thôi, tại vì hai cái loại này thì nó rất là khó. Thứ nhất đó là cái loại ruby này á, thì như các cái bài trước thì mình có phân loại cho các bạn là các cái loại mà có lá múc, có cái lá mập như này thì nó dễ bị sốc nhiệt. Còn các cái loại mà nó có lá mà mỏng hơn thì nó lại dễ bị héo và dễ bị cháy nắng. Nhưng mà cái lá của cái cây ruby này thì nó cũng không có mập lắm, nhưng mà nó cũng không có mỏng lắm, nó lơ lỡ. Và cái cây này thì nếu mà gặp ánh nắng hoặc là quá nóng thì nó sẽ bị héo và cháy lá. Còn sốc nhiệt thì mình chưa thấy. Và có thể nói rằng là cái cây ruby này thì nó dễ bị héo và cháy nắng hơn là bị sốc nhiệt. Cho nên là khi trồng thì các bạn lưu ý, nếu các bạn muốn phơi nắng cho nó, cái cây ruby này thì nó rất là hay. Nó là thường thường những cái cây sen đá khác thì các cái tán lá của nó xòe ra, nhưng mà cái cây ruby này á thì các cái tán lá của nó là quặp lên như thế này, nó búp lại. Như các bạn nhìn thấy cái cây ruby đỏ này, các cái tán lá của nó là nó búp lên như thế này đó. Nếu như mà đầy đủ ánh nắng thì cái cây ruby của các bạn, thứ nhất là cái màu của nó sẽ đẹp hơn. Chẳng hạn như cây ruby đỏ này, nếu mà đầy đủ ánh nắng thì nó sẽ có màu đỏ như thế này, chứ nếu mà thiếu ánh nắng thì nó sẽ nhạt dần, màu của nó nhạt dần, nó chuyển sang màu xanh. Hoặc là như cây ruby trắng này, nếu đầy đủ ánh nắng thì màu của nó cũng sáng hơn, nó như kiểu màu trắng ấy. Còn nếu mà thiếu ánh nắng thì nó cũng sẽ chuyển sang màu xanh, và trên cái ngọn của nó sẽ cũng sẽ không được cái màu đỏ như thế này. Vậy nên khi chơi sen đá ruby thì các bạn nếu thấy các cái tán lá của nó búp lên như thế này thì cũng không cần phải thắc mắc, cái này là đặc tính của nó rồi. Vậy thì để tránh cái trường hợp mà nó bị cháy nắng hoặc là bị héo ấy, thì nếu các bạn có thói quen phơi nắng cho sen đá ruby thì các bạn phơi từ khoảng 6 giờ tới 8 giờ sáng, còn buổi chiều thì từ 3 giờ tới tối, để tránh cái cường độ ánh nắng buổi trưa chiều. Còn những bạn nào mà để sen đá ngoài ánh sáng thì các bạn lưu ý là vào cái mùa này thì trời nóng lên rất là nhiều, cho nên là các bạn nên mang sen đá vào chỗ mát, hoặc là các bạn có thể là để tại cái vị trí đấy, nhưng mà bắt đầu từ 10 giờ trở đi, 10 giờ tới 3 giờ chiều thì các bạn có thể là mang vào nhà để tránh bị cái trường hợp là héo hay là bị cháy nắng. Về héo hay cháy nắng thì rất đơn giản. Nếu héo thì lá của nó sẽ teo lại, có thể là ngả sang màu vàng. Còn cháy nắng thì tại các cái
đầu lá đây, các cái bề mặt lá đây, thì nó sẽ dần dần nó chuyển sang nó sẽ có các cái đốm đen hoặc là có đốm vàng. Đấy là bị nhẹ, còn nếu bị nặng thì nó sẽ có một vùng nó bị xém đi, giống như là chúng ta lấy cái quẹt lửa chúng ta đốt ấy, nó bị cháy nắng luôn đây. Tiện đây thì mình cũng lưu ý luôn là các bạn vừa thấy mình chạm vào cái lá ruby trắng này thì nó có cái phấn này, nó bị mất phấn này. Rất là nhiều bạn thắc mắc là cái cây sen đá nó bị mất phấn, nó loang lổ thì nó rất là xấu, và làm sao để lấy lại được cái phấn. Như mình chơi sen đá thì từ trước đến nay thì mình chưa bao giờ để ý tới cái phấn này cả. Kể cả nó mất phấn hay không mất phấn thì mình cũng để nó một cách tự nhiên, và sau này nó lớn lên thì nó sẽ theo bản năng của nó thì sẽ nó tự có phấn lại. Cho nên là các bạn cũng đừng có kỹ quá về cái vấn đề phấn này làm gì. Đó là về ánh sáng và độ nóng. Cái thứ hai đó là về nước. Cây sen đá ruby này thì nó cũng không cần nhiều nước cho lắm. Nếu tưới quá nhiều nước nó cũng sẽ bị úng. Chính vì vậy mà các bạn chỉ tưới cho nó 2 ngày một lần. Tại vì nó cũng rất là dễ bị héo nếu thiếu nước. Cho nên là các bạn tưới cho nó 2 ngày một lần. Và các bạn tưới làm sao mà sau khi các bạn tưới thì 2 ngày sau thì cái giá thể nó phải khô hoàn toàn. Bắt đầu là các bạn tưới lại. Cứ như vậy thì cái cây ruby của các bạn nó vừa giữ được độ ẩm liên tục để cái lá của nó được tươi, nó không bị héo, mà vừa là không bị dư nước để nó không bị úng. Các bạn có thể tưới lên lá thoải mái, không sao hết. Về nhân giống thì có 2 cách. Cách thứ nhất đó là tách lá, cũng như các loại khác, các bạn nên tách những cái lá bên dưới cùng trở lên. Chứ nếu mà tách các cái lá ở giữa này thì rất là khó. Các bạn tách lá sao cho cái cuống của nó không bị rách thì các bạn nhân giống mới thành công. Sau khi tách lá xong thì các bạn cứ mang vào nhà để tại một cái vị trí nào đấy thật là thoáng mát, đợi tới khi nào nó ra rễ thì thôi. Cái này nó rất là lâu. Đây là cái lá sen đá ruby đỏ này. Còn đấy, cái lá này mình bứt ra cách đây 20 ngày. Và tới bây giờ thì nó mới bắt đầu là, các bạn thấy là 20 ngày thì bắt đầu nó mới nhú ra được một tí rễ. Cho nên là khi nhân giống sen đá thì các bạn để ý, các bạn đợi chừng nào cái lá sen đá của các bạn nó chưa bị chết thì nó còn ra rễ. Cái này nó tận 20 ngày luôn. Sau khi mà thấy rễ nó ra được từng này rồi thì các bạn nên đưa ra ngoài đất các bạn ươm. Tốt nhất là các bạn để vào cái chỗ nào có ánh sáng nhưng mà lại không có ánh nắng trực tiếp. Tại vì nếu có ánh nắng trực tiếp thì một là nó sẽ làm cho cái lá của các bạn nó bị cháy hoặc là héo. Hai là sau khi mà cái lá này nó ra mầm thì cái mầm nó đang còn non, nhưng mà nếu nó gặp ánh sáng, ánh nắng trực tiếp thì nó cũng rất là dễ bị cháy nắng. Cho nên là các bạn chỉ cung cấp cho nó một cái lượng ánh sáng vừa phải thôi. Để khi mà nó lên mầm rồi thì nó có ánh sáng, nó sẽ đẹp hơn là thiếu ánh sáng. Đó là cái cách nhân giống thứ nhất là bằng lá. Còn cái cách nhân giống thứ hai đó là hủy đỉnh bằng chỉ. Tức là các bạn như những cái loại sen đá, như những cái loại sen đá có thân cao như này thì các bạn có thể lấy dao, các bạn luồn dao vào đây, các bạn cắt thân rồi các bạn mang đi các bạn nhân giống. Nhưng mà những cái cây sen đá lá nó khít như thế này thì không thể luồn dao vào được, nhưng mà các bạn có thể dùng một sợi chỉ, các bạn luồn vào cái tán lá thứ hai hoặc là thứ ba từ trên xuống, sau đó các bạn siết chỉ sao cho các bạn lấy được cái tán lá như vậy, các bạn mang đi các bạn trồng mới. Và từ cái đoạn cắt ở cái đoạn thân chính ấy, sau này nó cũng đẻ ra cho các bạn được các cái mầm khác. Cái phương pháp này thì nó nhân giống cho các bạn được 3 cây sen đá trở lên. Về cái phương pháp nhân giống sen đá bằng chỉ hay là hủy đỉnh ấy, thì trong kênh mình có, các bạn chỉ cần search trên YouTube là nhân giống sen đá bằng chỉ là nó sẽ ra cái bài của mình bày. Mình sẽ cho các bạn xem, so sánh cho các bạn xem 2 cây sen đá. Đây cũng là ruby trắng và cái cây đằng xa này cũng là ruby trắng.
Nhưng mà các bạn để ý, cái cây đằng xa này nó cực đẹp, còn cái cây này nó rất là xấu. Vì sao lại như vậy? Cái cây sen đá ruby trắng này trong một thời gian nhất định nó thiếu nắng, cho nên là các cái tán lá của nó bị cao, thân của nó bị cao lên. Thì mình chưa lấy lại được dáng cho nó, cho nên là nó xấu như này. Còn cái cây sen đá ruby trắng này đầu tiên nó cũng bị như vậy, nhưng mà mình đã sử dụng cái phương pháp là hủy đỉnh ấy. Thì mình tách cái đoạn phía trên đi, tách cái đoạn phía trên đi, đây chính là cái đoạn phía trên của nó, thì mình tách đi, mình mang ra mình trồng mới thì nó đẹp như này. Rồi còn cái đoạn phía dưới thì mình lại để nguyên. Cái thứ hai là cái màu sắc của cái cây sen đá ở trên gỗ này, như các bạn thấy nó có màu trắng hơn là cái cây đây. Đây chính là cái kết quả của việc mà các bạn trồng sen đá trên khúc gỗ, thì màu sắc của nó đậm đẹp hơn bình thường. Chẳng hạn như cây sen đá bánh bao lửa, đặc điểm nổi bật của nó là cái viền của nó có màu đỏ, thì mình trồng ở đây cái viền của nó đỏ hơn bình thường. Cũng như vậy, cây sen đá ruby trắng, đặc điểm nổi bật của nó là lá của nó sẽ có màu trắng. Thì như các bạn thấy, cái cây này lá của nó màu trắng hơn là cái cây này. Đó chính là sản phẩm khi mà chúng ta trồng sen đá ở trên khúc gỗ, màu nó đẹp hơn. Cái này các bạn có thể vào kênh của mình xem trồng sen đá trên khúc gỗ ấy. Mình có làm hai cái bài để trồng sen đá trên khúc gỗ. Thì cái bài này của mình thì xin phép được kết thúc tại đây. Bạn nào còn thắc mắc gì thì xin để lại câu hỏi bên dưới.